Em lên hàng phôi cho các bác trước nha, sau đó em sẽ lên hàng treo ạ. Em vào một mã bộ số 85 nha. Bộ này mã số 85 em đang bán với cái mức giá là 350.000 cho 10 cây nhá. 10 cây 350 bao ship nha nhà mình ơi. Đây hàng này là hàng gỗ sậm đỏ và nó là hàng mini để các bác bỏ vào chậu nhá. Đấy. Cái chiếc thứ hai đây, 10 cây tất cả nhá. 1 2 này. 3 này, sẽ có cả dài cả ngắn như này các bác nhá. Đấy, đây là hàng mini để các bác bỏ chậu thôi ạ. Sau đó là sẽ có cả hàng to. Hôm nay cái bộ này em chọn rất là kỹ, rất là đẹp luôn. Nên nhà mình lấy cái mã này em thấy là hợp lý này, được này. Thấy chiếc nào nó cũng đều đều nhau nhá. 350.000 á, cho 10 cây. Đấy, hầu như là chiếc nào cũng rất là xinh nhá. Cái này các bác bỏ thêm vào những cái chậu nhỏ mình đang trồng lan ý, thì nó sẽ rất là hợp lý. Tất cả sẽ là 10 cái. Đây và những cái nhỏ. Đây sẽ có, đây có thêm một cái nhỏ này nữa. Đây này, cái phần lũa nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, cái hàng này nhỏ đây em sẽ quay rất là nhanh thôi để em sẽ chuyển sang cả cái hàng khác nữa. Đây còn hai chiếc này là hai chiếc to nha. Hai chiếc này là hai chiếc hàng nhỡ to. Đây các bác nhìn cái phần lũa này. Hàng này là hàng em đã rửa sạch sẽ rồi nha các bác nhá. Nhà mình về thì mình có xử lý thêm cũng được, hoặc nhà mình ghép trực tiếp luôn cũng được nhá. Nhà mình gọi trực tiếp giúp em qua số điện thoại 0983 185 998 giúp em nha. Để em lên đơn cho cả nhà mình. Nhà mình cứ gọi điện trực tiếp thì nó là dễ nhất đấy ạ. Gọi điện đọc mã số là xong. Nên là các bác cứ xem kỹ mã số giúp em là được. Em lên con này là mã số 83, giá bán là 350 cho 4 cây ạ. 350.000 cho 4 cây nha. Đây ạ, các bác nhìn lũa này. Gỗ sậm đỏ nhá, lên chủ yếu hôm nay sẽ là gỗ sậm này. Những cái mã hàng như này các bác bỏ chậu hoặc cái này thì ghép không được rồi, bởi vì nó cũng khá là to nhá. Hàng này là hàng to. Hôm nay được cái lô hàng này rất là đẹp luôn, nên nhà mình gọi điện nhanh để mình chốt được những cái món nhà mình ưng nhá. Đây hai cái này ở trong này thì nó lại là nghiến nhá. Có hai chiếc này là nghiến này. Đem lên chiếc này trước. Mặt trước là nu, còn mặt sau nó là lũa nhá. Cái này thì các bác trồng lan cũng được, hoặc để làm chân đế, hay là ghép trực tiếp treo, nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó không bị nặng đâu ạ. Đấy, nó có sùi gai như này các bác nhé. Có hai con nghiến nó lẫn ở trong này nha. Mã số 83. Lên tiếp mã số 84 ạ. Mã số 84 là một bộ dáng dài, cây dài nhá. Giá bán là 320. 320 cho 3 cây, 320.000 cho 3 cây. Đấy. Đã bao gồm phí ship vận chuyển nha. Hàng này thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 5-60 phân. Con này là như ví dụ như con này là bé nhất này, nó tầm khoảng độ 50 phân này. Còn hàng dài nhất trong cái bộ này đây. Những cái con như này thì nó tầm khoảng cỡ tầm 90 nhá. 90-95. Lũa đây ạ. Đây. Để em soi lũa cho các bác xem nhá, để nó kỹ hơn này. Đấy, các bác có thể dựng cột làm trụ như này, hoặc là ghép nhiều tay vào để được thành một cái trụ nhá. Hoặc là mình treo trực tiếp mình ghép hàng dề đấy ạ. Tiếp theo là con số 82. Qua mã rất là nhanh thôi, vì cái hàng này nó cũng để mình nhường chỗ cho những cái mặt hàng khác nữa ấy. Mã số 82 em lên là sẽ gồm có tất cả là 5 cây, 350. 350 5 cây. Đấy. Đây, chiếc đầu tiên này, hàng nhỏ này. Đây như này nha các bác nhá. Chiếc thứ hai đây thì nó sẽ là to hơn một chút. Đây. Em ướm như này nhà mình cũng dễ hình dung đúng không ạ? Khi mà đặt vào trước người như này là nhà mình cũng rất là dễ hình dung. Cái này nó có cái bìu này. Cái dạng bìu như này nhá. Gỗ chắc đẹp nha các bác. Đây, một chiếc này nữa này. Hàng này tầm khoảng cỡ 40 phân, 45 phân. Và tầm 30, tầm tầm đấy nó tròn tròn nhá. Bình thường thì em sẽ chọn lô nó tương đương nhau một tí. Đây, một chiếc như này nữa. Dáng thuyền. Cái này nhà mình ghép sen đá cho em cũng được này. Đấy, đặt như này nhà mình ghép sen đá, đặt lên như này cũng được. Hoặc nhà mình dựng lên để ghép lan. Tiếp đây cây cuối cùng của mã số 82 đi nha. Rồi. Qua đến mã số 81. Em đang bán giá 350 cho 6 cây. 350 cho 6 cây ạ. Cái này dáng tròn tròn này. Anh để vào đây được này. Đây, dáng tròn tròn nhá cả nhà ơi. Đó, một này. Chiếc này rất là xinh, chiếc này không có gì một cái chậu luôn nha nhà mình. Đây nó có hai cái phần chân này. Ở trong cái lũa giữa của nó các bác nhìn này, nó rất là tự nhiên ạ. Nhà mình có thể ghép trực tiếp như này lên luôn này, làm hai cái móc hai bên là xong luôn nhá. Treo có thể treo như này. Đấy, là nó giống một cái chậu, hoặc nhà mình treo ngang đều được nhá. Vẫn còn không anh? 81 còn không? Đây phải không? Cái là cái bộ này có mấy cái? 6 à? Bộ này 6. Có bộ này chính ra là nhiều nhá các bác ơi. Bởi vì hầu như là cái hàng này để lâu là nó rất là hao rồi, em tính cân là nó hao nhá. Đấy, cái mã hôm nay các bác chốt là em thấy là ổn. Hàng này nhỏ nhỏ vừa vừa. Hàng nhỡ chứ cũng không phải là hàng mini đâu ạ.
hàng dạng nhỡ nhá, rất là dễ ghép. Đây có một cây này nữa, nó còn có dáng treo này, đây có treo sẵn như này luôn này nhà mình này. Đó, rồi tiếp đến là mã số 80, mã 80 em bán 336 cây, bộ này 336 cây cơ, mà cũng không phải là hàng bé đâu, nó dùng dạng hàng nhỡ này. Hai cây này các bạn nhìn này, một cây gỗ kháo này, màu nâu là gỗ kháo, một cây đỏ cam này là gỗ sậm này. Đây nhá, dáng đây nhá, các bác có thể trồng vào những cái hỗng như thế này này, để nhà mình trồng được luôn hỗng, làm tay treo phát như này là các bác ghép được luôn. Tiếp này, lẫn một cây găng bầu ở đây các bác này, cái gỗ màu vàng sáng, cái này nhà mình đặt như này đi vào các cái trước cái chậu này, hoặc là treo nhỏ nhỏ xinh xinh như này nữa này. Đây vẫn còn đây nhá, đây cái lũa đây, quay sát lũa mà cái này nó cũng có dáng. Được cái là cái lô này rất là đều, cái nào trông cũng đẹp. Các bác chốt lấy vài mã đi, bởi vì không phải hôm nào nó cũng được cái lô đều đều như này ấy. Cái này gỗ kháo này, cứ dạng sụn luôn này các bác nhìn này. Gỗ rất là đanh nhá. Đấy, phải chăng thì nó chỉ hơi bụi một chút thôi, chứ còn cố gắng là rửa rất là tiện lên luôn. Ở cái này luôn, em vừa mang ra em rửa đây. Em cũng chưa phun gì đâu các bác nhá. Hàng này là em chưa phun gì đâu. Em mới rửa thôi. Đây này em rửa sạch đi để cho nó lên vân để các bác ngắm, nói chung là cho nó đẹp mắt, em bán hàng thô thôi nhá. Đấy, nhà em làm các thứ đây nó cũng khá là ổn rồi. Thì bây giờ thì quay cho các bác xem, nếu mà bác nào mà mình thích cái loại này thì nhà mình hôm nay em sẽ đọc mã đọc giá luôn cho nhà mình nhá. Thì là nhà mình chốt nhá, nhà mình mua hàng chốt đơn theo số điện thoại 0983185998 giúp em nhá. Đây bây giờ em sẽ quay từng con một, nhấc từng con một lên đo kích thước cho các bác để các bác xem nó được chuẩn được kỹ nhá. Đây cái hàng này là cái hàng mà nhà em làm khay rồi nhá các bác nhá, để tạo thành hình cái khay rồi nhá. Đây em sẽ đo này, em sẽ đo từng chiếc một nhá. 52 nhân với 45, 52 nhân 45 mà con này dày 3 nhá, dày 3, 52 nhân 45 nhà mình ơi. Đấy, một cái mã này, cái này chất liệu gỗ đây là gỗ găng bầu nhá, hàng găng bầu mới có cái vân này nhá. Cái này là em mới rửa thôi các bác nhá, em mới rửa. Cái bạn này em để mã số 1 đi, các bác lưu ý giúp em là ví dụ như cái mã khay thì các bác cứ ví dụ gọi điện cho em thì các bác cứ ghi giúp em là mã khay nhá, khay số 1 nhá. Ví dụ như con này là khay số 1 này. Đấy, khay số 1. Cái này các bác làm tranh chữ cũng được, làm khay cũng được luôn. Đấy nhà em đã làm rồi, làm đến những bước cuối cùng thì các bác chỉ việc phun rồi nhá. Ví dụ như con khay số 1 này nhá, con khay số 1 này đây ạ. Em giao lưu với nhà mình con khay này sẽ nào giá vào 450.000 nhá. Khay số 1 450 nhá. Nhà mình lấy nhắn em nhá. Khay số 1 này. Tiếp này. Tiếp thêm con này nữa. Đây để em đo trước ạ. Em đến con khay số 2 này. 60. 60 mà nhân với 34. 60 mà nhân với 34 nhà mình ơi, đây con khay này. Đây con khay này thì nó lại còn có một chút lòng như này các bác nhé, cái này các bác đựng hoa quả được nhá. Đấy cái vân thì khỏi phải nghĩ rồi các bác ạ, con này rất là đẹp nhá. Đấy có khắc cái hình hoa hình trái gì ở đây linh tinh ở đây một tí. Đấy gọi là hàng thô thôi, mình chơi kiểu mộc mạc thôi nhá các bác nhá. Mà nhà mình thích kỹ thì cái này thì nó cũng không phải là hẳn là kỹ lắm đâu, nhưng mà mình chơi mình ăn cái vân này là chính này. Con này con khay số 2 nhá, con khay quả số 2 ạ. Khay số 2 này hơi cong một chút như này con này. Đấy em đọc kích thước như là từ đầu rồi ạ. Con khay số 2 này thì em giao lưu với cả nhà mình giá em bao ship ạ. Hàng này là hàng em làm rồi nhá. Em giao lưu với cả nhà mình con này là giá sẽ là 660.000 ạ. Khay số 2 660 nhá. 660 này. Tiếp thì mình di chuyển sang bên này nhá, bởi vì em hôm nay em còn ít em lên lốt giá rẻ cho cả nhà mình luôn. Tiếp này. Lên tiếp con khay số 3. Khay số 3 em đo trước này. 56. 56 mà nhân với 24. 56 mà nhân với 24 con khay số 3 nhá. Cũng vẫn là găng bầu nhá. Con khay số 3. Đấy em quay các mặt để cho nhà mình cùng nhìn này, con này dáng dài nhá. Con khay số 3. Đấy, em giao lưu với nhà mình con khay này giá 480 nhá. 480 ạ. Đấy, hàng này là hàng có công thợ làm rồi nhá các bác ơi. Làm đến những bước cuối cùng để các bác chỉ việc phun thôi nhá. Rất là ok. Găng bầu nhá. Găng bầu hàng thịt chun vân này các bác có thể để ý này. Những cái này mà các bác đi phun vào thì tuyệt vời luôn rồi. Với mua một cái mức giá này thì em thấy là hợp lý thì các bác mua này. Tiếp này, con khay số 4 này. Các bác nhớ là đọc khay giúp em nhé, hoặc chụp ảnh màn hình lại giúp em. Con này 62 này. 62 nhân với 30. Tiếp con này là 62 nhân với 30. 62 nhân với 30 con này cũng là găng bầu luôn nha. 62 nhân 30. Khay số 4. Khay số 4 ạ. Đây ạ. Rất là dày thịt nhá, quả vân thì đỉnh luôn. Đấy. Con khay số 4 này thì em giao lưu với cả nhà mình giá 770. 770 cả ship. 770 bao ship nhà mình nhìn này. Con khay này em thấy khá ổn đấy ạ, các bác để khay trà cũng được. Đấy, để đựng hoa quả các thứ cũng ok. Tiếp này. Tiếp đến con khay số 5. Khay số 5, khay trà số 5, 75 nhân với 31 ạ. 75 nhân với 31 nha cả nhà ơi. Em quay như này không biết cả nhà có nhìn không? Con này nó hơi có núi non này một chút. Đấy các bác có thể để ý nhá. Nó ngang nhìn tầm ngang nó sẽ núi non như này một chút này. Rất là ok nhá. Nó thật là đặt như này, cầm như này là mỏi. Hơi mỏi, bình thường là em hay quay bàn.
thì nó sẽ hỗ trợ em rất là nhiều, nhưng con này quay như này nó hơi mỏng một chút. Nhưng được cái em thấy rất là ok mẫu này nhá. Con khay số 5. Khay số 5 ạ. Em giao lưu với cả nhà mình giá 650. 650 em bao ship rồi đấy ạ. 650 nha nhà mình nhá. Một con khay rất là đẹp, hàng tự nhiên ạ. Bác nào mà mình thích chơi hàng tự nhiên chứ không phải kiểu kiểu dạng như là hoa lá cành, nhà mình chơi mã này được. Tiếp một con này nữa này. 70. 70 mà nhân với 22 khay số 6, con khay số 6. Con khay số 6 này thì có một tí chân đế và có cái dáng như này các bác này. Đấy, nó có hơi hơi có cái tí dáng như này, các bác nhìn quả vân đỉnh luôn các bác nhá. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Đây mới chỉ là mình em rửa nước để cho nó lên vân cho các bác thôi. Đấy thì nhà mình nhìn nó quá là ưng luôn. Nhưng mà nó là hàng tầm đơn giản, em làm đơn giản thôi. Đấy con này con số 6 này. Khay số 6 cái này các bác đựng hoa quả cực đẹp. Con khay số 6 xem nào. Con này em giao lưu với cả nhà mình giá 680. 680 bao ship con khay này nhá. 680 bao ship. Nói chung là ăn con vân là chính thôi các bác ạ, ăn vân là chính thôi, nên là các bác xem cần cảm thấy phù hợp thì mình chốt. Đây tiếp một con này, con gỗ kháo này. Con này nha, con em đang đo này nha. Rồi tiếp nào. Nào bạn này là khay số 7. Khay số 7 80. 80 mà nhân với chỗ rộng nhất là 40. Chỗ hẹp hẹp vừa vừa là 22. Này các bác nhìn này, nó lại kiểu cái dáng núi nó như này này. Nó lại cái dáng nó như này này. Đây chính là con này nhá. Con khay số 7. Đấy khay số 7. Vân màu rất là sáng luôn, em đánh hết toàn bộ rồi. Nói chung là đánh hết tầm rồi. Chỉ có là như này thì các bác nhìn nó dễ thôi. Vừa phun nước đấy, các bác nhìn này, em vừa phun nước ở đoạn đầu đấy, hôm nay em mang ra rửa phun luôn. Gọi là tôi bán luôn, chả phun nữa. Phun đấy, phun thì cũng tiền nào của nấy thôi. Con này dáng núi non rất là xinh. Con này khay số 7 các bác nhỉ? Khay số 7. Khay số 7 em giao lưu với cả nhà mình mẫu này 680. 680 em bao ship rồi. Để ý cho em là cả ship nha. Khay số 8. Con này gỗ kháo chưa kịp tẩy, đen xì luôn. Bác nào thích đen thì cũng được nhá. Con này xem nào, con này chưa kịp tẩy đâu. Con này khay số 8. 28 mà nhân với 35, 28 nhân 35. Con khay số 8 giao lưu với nhà mình giá 350. 350 nghìn em bao ship con này rồi nhá. 350 nghìn nhá, chốt luôn nhá. Khay số 8 nhá. Mà sau đây sâu các bác xem luôn. Các mảng nó đen quá, không biết các bác nhìn rõ không, nhìn cái nó rất là liền liền nạc luôn. Mà dày dặn lắm. Tiếp đến khay xem nào, khay số khay 9 này. À có con này đi. Em lên con này đi, con này kiểu như cái bát ấy. 9, số 9. Ôi các bác nhìn này, cái vân nó này. Số 9 nha các bác ơi, con khay số 9. Con khay quả số 9 này. Xin ông con này mà, con này mà làm thêm một tí nữa là ok lắm này. Khay số 9, em đo nhá. Em đo con này nhá. Em đo con này là 37. 37 mà nhân với 24. Con khay số 9. Đấy, em khay khay số 9, em giao lưu cả nhà mình con này giá 500. 500 bao ship cả nhà ơi. Đấy. Xinh lắm ạ, mà cái vân của nó đẹp nhá. Khay số 9 này. Tiếp đến con khay số 10 này, con này có hai tầng này luôn nhá. Con này có hai tầng này luôn này, em đánh ngang dọc các bác nhìn vân này. Vân ngang bầu này thì đỉnh đỉnh rồi, đẹp rồi. Đấy, lên con này nữa này. 67, 67 mà nhân với 21 khay số 10 nhá. Em lên con khay số 10 này em để giá cả nhà mình 450 nhá. 450 bao ship. 450.000 bao ship nha nhà mình ơi. Đó. Tiếp một con bé nữa đi. Một con bé này nữa nhá. Con này là 32. 32 mà nhân với 27 nhá. 32 nhân với 27. Khay số 11. Khay số 11 em giao lưu với cả nhà mình cái mã này sẽ là 350 đi. 350 mẫu này nhá. Có một số mẫu em sẽ cho xả giá luôn đấy các ạ. 350.000 cả ship rồi nhá. Tiếp một con nữa này, còn một con bé này nữa này. Lên nốt con bé này đi. Con khay bé này nhá. Bé xíu thôi ạ. Này. Khay số 12. Con khay số 12 này có chiều dài là 70 nhân với, đến em đo tổng thể nhá, 70 nhân với 17, 70 nhân với 17. Đó, các bác nhìn nhá. Bạn này em cũng giao lưu với cả nhà mình giá 350. 350 em bao ship nha. Vân đấy các bác nhìn này. Ok lắm, đây nhà mình cần thì nhà mình nhắn em tư vấn cho nhà mình nha. Rất là xinh các bác ạ, chất liệu của căng bầu. 850 bao ship nha. Giá bao ship rồi ạ. Đó, cực kỳ xinh ạ. Đây. Thì mình để ý lòng chậu nha, lòng chậu rất là sâu. Đấy, đưa ngang đưa dọc để cả nhà mình nhìn nó được kỹ hơn. Con này thì đẹp rồi, yên tâm rồi các bác ạ. Tiếp nào. Tiếp em lên cái mã gỗ ấy đi, cho em xem nào. Nó đang nhiều hàng quá. Đây lên một con này nữa đi cho nó đỡ vướng đường đi, xong rồi mình lại lên nhá. Em lên bạn này là mã số 211. 211, giá bán là 720. Bạn này 720. Đây móc này các bác nhìn này. Đấy, xoay tròn nhá. Rất là dẻo và điệu luôn. Nói chung là ok. Đấy, dòng chậu ổn các bác nhá. Các bác nhìn cái tay này, cái tay nó xoắn đều như này này. Đấy, khi mà mình treo ra mình mới thấy là nó chơi được rất nhiều mặt, nhiều dáng. Đấy, dáng nào cũng, bên nào cũng chơi được luôn các bác ạ. Găng bầu, chất gỗ găng bầu thì quá là tốt rồi. Dạo này các bác quá quen thuộc với cái hàng này nhà em rồi nên là cũng rất là ưng đúng không ạ? Đấy, nhà mình gọi điện chốt đơn nhá, cho số điện thoại em ghi mở màn hình cho các bác. Đây em lên vài con
đỏ nha, sậm nha. Đấy, cái hàng này khả năng phải cho xa rồi vì toàn hàng to thôi. Rồi em cho máy xa một chút nha. Lên con này hàng to này. Hàng to này có giá là 146, à mã số 146, 146 giá 750. Con này to nhưng mà giá vừa phải nhá, 750. Đấy, hai mặt trước sau của nhà mình nhìn này. Đây. Đấy, các bác nhìn như này nó sẽ rất là dễ nhìn. 750 nhá. Con này 750, bao ship rồi. Hàng to, nói chung là tay dài đại chóp luôn. Đẹp các bác ạ, em thấy là ổn lắm. Yên tâm đi. Đấy, nhà mình lấy lòng chậu quá ổn luôn mà hình dáng em thấy cũng nói chung là biết những con như này là nó thuộc dạng là cũng là thuộc dạng đẹp rồi. Đấy mà nó vừa tiền. Tiếp nào. Con này đỏ nhá. Con này còn chưa có giá. Bác nào mà lấy con này nhá, em lên giá luôn này. Xem nào. Con này để em xem. À nhưng mà lại không cầm giấy bút ra đây ghi rồi. Con này là con không có số nhá. Bác nào mà lấy con không có số nhá, nhắn cho em riêng đi. Báo em riêng đi. Cụ này em để giá là 460 nhá. 460.000 con này. 460. Tiếp nha. Nào lên tiếp con này. 243, 243 650. 243 con đang ở trên bàn này 650. Lòng chậu rất đẹp luôn. Đây có mấy con này gỗ chắc đẹp. 650 con này các bác nhá. 243 này. 243 các bác nhìn cái lỗ này găng bầu nha. Tiếp này. 244, 244 750. Con này siêu đẹp luôn nha cả nhà ơi. Nếu mà để mà nói về độ kỹ và độ hoàn thiện nhá, em khẳng định là mã này là một trong những mã đẹp. Bác nào mà thích sự liền nạc thì nhà mình chốt cái mã này giúp em. Nó không khác gì một cái giỏ, một cái khối kiểu như một cái khối u bìu như này ấy. Nó xịn ấy, ý là em thấy là con này nó xịn ấy. 750.000 con này nhá. Ok lắm ạ. Đó. Rất là xinh. Tay cành làm kỹ càng hàng kỹ. Làm móc luôn rồi. Tiếp nào. Tiếp lên đến bạn này mã số 149, 149 550. 149 550.000 em đang đặt ở trên bàn đấy nhá. 149 550.000 này các bác nhìn này. Ok chưa ạ? Em thấy là đẹp đấy, em thấy là ổn lắm. Nhờ với cái tầm giá ấy, nó cũng hợp lý. Tiếp một con bé đi. Lên xem nào. Con này cũng được này các bác này. Mã số 22 225. 225, bạn này là em để mức giá là 650. Xinh xỉu luôn ạ. 650 nhá, không khác gì một cái giỏ luôn. 650 nhà mình ơi. Chất gỗ thì tốt, bền quá là hợp với lan luôn. À, nhà mình cứ để ý một tí. Sau đó là nhà mình chốt nhá. Mà chốt thì gọi điện luôn cho em đi để mình mua được hàng sớm. Nào tiếp nào. Tiếp lên con đỏ đỏ nhỏ nhỏ nhá, cho nó vừa tiền nhá. Lên tiếp con này màu đỏ này. Cũng có sậm đỏ nhá. Bạn này thì là mã số 147, 147 650. 147 650. Này các bác nhìn cái lòng chậu cho em mê ly luôn ạ. Yên tâm nhá, làm lòng chậu nó phải sử dụng được. Đấy. 650 nhá. 650 ở nhà mình ơi, to đùng luôn. Bao ship này. Trước sau cái lũa này. Đấy, làm tay lũa rất là chắc, hàng chắc lịch luôn nha các bác. Yên tâm với em là hàng chắc lịch luôn. Không làm ẩu đâu, em không làm hàng ẩu đâu. Yên tâm. Tiếp nào. Con này to này. Con này to này các bác này. Cụ này to luôn. Mã số 140, 690. 140, 690 nhà mình ơi. B nhá. Đấy, B nâng niu ôm một người mới nhìn thấy được. Đẹp lắm cái lòng chậu này, các bác nhìn lòng chậu này rất là ok. Mà cái dáng của nó hơi thuyền một chút. Đẹp xinh luôn nha. 140 690, 690.000 bao ship rồi. Nhà mình chỉ việc chốt đơn và mua thôi. Rất là nhanh nhẹn nha. Tiếp. Con này cũng đẹp. Mã số 137, 137 480. 137 480 xinh ơi là xinh luôn nè cả nhà ơi. Lòng chậu này. Này các bác nhìn cái tay đằng sau này. Đẹp chưa? Đấy, tự tin lắm, nói chung là tự tin luôn. Quay hàng tự tin vô cùng luôn. Chỉ có là nhà mình lưu ý như này nhá. Cái giá thành nó có phù hợp với nhà mình hay không thôi. Chứ còn em khẳng định với các bác, cái tầm tiền này, khi mà các bác mua một sản phẩm để bỏ bằng lấy tiền ra thì nó phải xứng đáng cả nhà nhá. Đấy, còn đương nhiên là em quay sao, tại sao ngày nào em cũng quay rất là nhanh mà em không phải là diễn tả quá nhiều, nhưng mà vẫn ok. Các bác mua, bởi vì là cái uy tín nó ổn đấy các bác. Em lên con này 148 480. Này, cái lòng chậu như này các bác mới dùng được, chứ còn nếu mà cái lòng chậu nông tuyệt thì các bác không thể nào dùng được đâu. Đấy, nên là những cái hàng này bé bé xinh xinh này, như cái lọ hoa như này ghép cái gì chả đẹp. Đúng không ạ? 480 con này. Còn một ngày thì em bán ra quá nhiều cái hàng này rồi, nên là em biết là mọi người thích cái gì. Nên là cả nhà cứ yên tâm mà chọn. Tiếp con này. Găng bầu. Găng bầu nha. 235 235 680. Xinh lắm ạ, 235 680. Mà thật sự những cái hàng này
Các bác biết là em, ví dụ em bán hàng em ôm mọi người như này, thực ra là mình rất là quý những cái sản phẩm này ấy. Trông nó đẹp ấy, trông nó xinh ấy, mình thích mà. Bởi vì thực ra mình thích ngắm ấy. Đấy, ngày nào cũng bán, ngày nào cũng bê gỗ như này nó quen rồi. Hàng vân đẹp lắm, con như này. Để em xem có con gì xinh xinh để em lên nữa nào. Dạo này hàng nó cũng lộn xộn bởi vì là các bác cái này á, cái này cứ ra là các bác mua nhanh lắm, các cụ thì nhanh lắm, các cụ nhanh mắt lắm. Đâu để em đi ra đây xem có con nào không nhá. Đây con chậu này cũng được này các bác này. Đấy con chậu này. Đây những con chậu đấy nhá. Con này cũng là con đẹp. Con treo này cũng là một trong những con đẹp. Đây tiện đứng đây lên luôn đi. Con treo này nhá. Con treo này xem nào. 141 750. 141 750 nha. Đây. Đây em đứng xa ra kìa. 141 750. Ưng lắm ấy. Cái chậu nó tròn vo ấy. Tức là nhìn cái chậu nó xinh ấy. Mà cái chất gỗ như này các bác ơi, nó già như này, mà nó đanh nó già như này, nó phải bao nhiêu chục năm rồi nó mới lên được cái u bìu như này ấy. Em lên tiếp con này cũng được này. Như cái chuyển luôn. Mã số 245 650. 245 650 nha. Đấy, đóng thuyền này 650. Giá này em bao ship rồi nhá. Xinh cực kỳ luôn mà lòng chậu rộng rãi nha. Các bác cứ chơi đi không ngại cái hàng này đâu. Em nói là chuẩn đấy, các bác không lo đâu nha. Tiếp nào. Là mình đi ra cái khu vực này một chút đi không. Đây này, ngoài nhà em nó đang gió mưa. Các bác nhìn được không? Mưa gió ầm ầm luôn. Nào tiếp đi lên đi, bên này còn hơi ngược sáng đây này. Nào. Đây, có con này trông cũng ok lắm. Đây, xinh cực kỳ luôn. Con này xem bao tiền. 1 triệu mốt nha. 228, 1 triệu 100 nghìn. 1 triệu 100 nghìn đồng. Quá là xịn đẹp luôn. Băng bầu, bên này bị ngược sáng là khả năng em sẽ quay ra đây một tí. Không là các bác nhìn nó không được rõ đâu. Đấy, như này đi. À, không, như này đi, như này sẽ sáng, đúng rồi, như này sẽ sáng hơn. Rồi, nên lên con này nào. Cứ cầm cái máy quay chạy khắp nhà đó các bác. Đấy, phục vụ nhà mình nhiệt tình nhá. Bạn này 274 650. 274 650. Ok lắm á, 274 650 nhá. 274 650. Xinh luôn. Là móc hết rồi, cân móc hết trong nhà mình rồi. Con này nữa đi. Cụ này là 236 456 450 này. 236 450. 236 450 nha. Giá đã bao gồm ship vận chuyển. Ok lắm ạ. Tiếp nào. 232 này 480, con này cũng to này. 232 480, con này cũng to, xịn luôn này. Đó, cả nhà nhìn này. Đấy, rất là ổn nha. Ngày nào em quay cho các bác như này, các bác yên tâm là kiểu gì mình chọn được, các bác cứ vào các bác chọn đi. Biết đâu lại mua được cái gì sao đúng không. Lên tiếp con này 283. 283 lúc nào hàng em có sẵn mã luôn. 283 750. 283 750, ôi xinh lắm á. 283 750 nha. Con này xịn, không những xinh mà còn xịn không. Cái chất cổ nó dày ấy, các bác có để ý cái vân không. Này, cái vân ok lắm luôn. Nặng lắm, em phải nói thật, em phải tì một người ấy. Vì bê nhiều nó nặng ấy. Em quay cho các bác như này thôi, nhưng mà tối đến là em còn live stream cơ. Nói cũng mệt mà kiểu mình bán ấy. Mà cái này thì không tư vấn nhiệt tình thì cũng không được. Mà bê thì nặng ấy ạ. Mà cho người khác nói thì nó cũng không thành thôi. Thực ra là nó không thành luôn ấy. Bởi vì mình mới hiểu biết về nó ấy. Lên con này rẻ rẻ này. 380 nghìn này. 233 330 nhà mình ơi. Đấy trông như là cái ngọn núi luôn. Chậu rộng vừa phải các bác nhá. Thoải mái trồng rồi. Yên tâm nhá. Nào tiếp nhá. Tiếp con này 23 237. 237 420. Con này đi luôn 400 đi. Cho dễ khỏi phải 420. 237 các bác nhắn, các bác nhắc em nhá. 400. Bao ship làm móc rồi. Đây, như này đây treo luôn. Ok chưa? Rồi nha. Nào còn con gì nữa? Lên mấy con rẻ rẻ nữa đi. Tiếp nào. Để cứ chạy quanh nhà như này các bác này. Đấy, nhà mình có điện video cho em luôn. Số điện thoại Zalo 0983 185 998 nha. Em lên con này là 221 221 480. 221 480, con này thì hơi nặng một chút, dày dặn nha. Nhưng mà với cái mức giá, với cái tầm như này, cái mức giá quá rẻ các bác nhá, nếu mà so với những con khác. Nào. Đây có con này dáng núi này. Con này 285 550. Rất là xinh, con này màu sô-cô-la luôn ấy. Mà nó trông nó bẩn bẩn đen đen thôi, nhưng mà em rất thích cái bạn này. Bạn này bằng vào nước thì nó sẽ kiểu bóng bẩy ấy, trông nó xinh ấy. Đấy, mà lòng chậu trông nó cảm giác nó liền mạch, trông cảm giác nó xịn. 285 550. Các bác ơi, cái hàng trụ to này ấy, mà các bác thích thì liên hệ với em để em tư vấn nhá. Nhưng mà nhà mình ưng cái mã như này rồi ấy, nhà mình kết bạn Zalo một cái là em sẽ gửi một loạt ảnh sang để cả nhà mình chọn, là nó sẽ có mức giá này, kích thước này, hàng to nhá, hàng trụ to này nhá. Bởi vì sao em muốn là bày ở trong này nó đầy đủ hết, để khi mà các bác quay được, các bác xem được ấy,
nhà mình mà thích cái nào tương tự ấy. Em có hàng trăm mẫu cơ, hàng vài trăm mẫu cơ lúc nào cũng có sẵn. Thế nên là cả nhà mình thích cái gì cả nhà mình cứ nhắn em để em lên mẫu cho nhà mình nhá. Đấy, hàng cứ bày la liệt như này này. Đấy, hàng bé này này, xinh xinh bé xíu xíu này. Đấy, nhắn cho em nha, để em tư vấn cho nhà mình nha. Một trời đang mưa to quá, ở ngoài trời tối om luôn này này. Để em đi ra xem này. Tối om om luôn. Mà em đang quay là cái tầm chiều đấy mà nhà em mưa quá. Em mới set up cái phòng live này đỉnh luôn các bác ạ. Tối nào em cũng live. Các bác lên trên TikTok xem em nha. Này. Lên mã sầm đỏ hàng combo. Em có cái mã số đầu tiên là 73. Mã số 73. Và giá em đang bán là 370.000 4 cây nha. 370.000 4 cây đây, cây đầu tiên là cây nhỏ đi. Em cho lên cây nhỏ trước đi. Bộ này cũng khá là xinh. Chiếc nào em thấy nó cũng rất là ổn. Một chiếc này, hai chiếc này. Cái này thì nhà mình có thể dựng lên như thế này cũng được này. Đấy, các cái mặt như này em thấy cũng rất là đẹp. Mà cái chất gỗ nó nhẵn. Tiếp này, vẫn là của 73 này. Mà nó có những cái hàng chạc như này rất là đẹp. Đấy, có tay có chạc này nhà mình rất là dễ treo, kể cả treo ngang hay treo dọc, đặt dọc làm trụ đều rất là được luôn ấy. Đấy, tiếp đến con này em thấy là đẹp nhất trong cái mã 73 này nhá. Đây các bác nhìn lũa này. Đấy, em quay sát lũa để các bác cùng nhìn nhá. Con này rất là đẹp. Xịn đẹp, các bác treo ngược lại cho em là nó có cái hỗn luôn này. Đấy, nhà mình thấy không? Đó, bộ này là một trong những bộ đẹp mã số 73 nhá. Rồi, mình qua đến cái mã khác đi. Mình sang đến cái mã số 72. 72 ở đây thì em đang có tất cả là 5 cây. 5 cây cho giá 330. 330 là cả ship về đến nhà rồi nhá. Nhiều bác thì các bác vẫn thắc mắc là sao lại cái giá đấy là còn mất thêm cái gì không, nhưng mà thực ra là cái giá này là giá về đến nhà các bác rồi. Yên tâm các bác nhá, để em bao ship luôn để các bác mua cho nó dễ. Em lên con này là mã số 72, 330.000 5 cây. Đây một cây đầu tiên này, hàng bé này. Một cây này. Tiếp một cây nữa này. Là hàng treo này, các bác có thể treo được này. Các cái hống cây đây các bác nhá. Nhà mình có thể đặt ngửa lên để mình trồng nó cũng rất là hay. Cũng ở đây là cũng sọc hàng cũng mới. Cái lô này em vừa mới rửa ngày hôm qua. Đấy, hôm nay khô là lên luôn. Đấy, chiếc tiếp theo đây. Đấy, dáng em ấy cũng khá là đẹp. Hàng nhỏ như này cũng là chất lượng là ok rồi các bác ạ. Đấy, 72 nha, 330 thôi. Tiếp nào. Đây vẫn 72 đây. Này cái gỗ các bác nhìn, cái gỗ mới nó đỏ như này cơ mà. Em vừa mới rửa đấy. Ngày hôm qua đấy. Các bác về ghép lan treo nhá. Đây, 72 tiếp đây, vẫn còn 72 nhé. Đây vẫn là con 72 các bác nhá. Các bác không nghe rõ thì nhà mình cứ thua lại một tí. Em đọc mã số và cái giá tiền nó rất là chính xác cho nhà mình chốt. Đấy, để nhà mình mua được nhá. Gỗ sập đỏ hàng mới. Lên thêm bộ này nữa này. Bộ này xem nào. Ui rồi mất. Bộ này là 74. 74 có mấy cái rất là xinh. 74 xem nào. 74 là 335 cây. 330.000 đồng. 5 cây nha. Đấy vừa bị rơi đổ xuống này này các bác này. Hôm nay em quay muộn có mỗi mình quay thôi. Bê lên bê xuống. 74. Đây con đầu tiên của 74 này. Một con này. Những con này là kiểu dạng như nó ngắn ngắn nó tròn tròn đấy các bác. Nó ngắn ngắn nó tròn tròn nhá. Đấy. Nói chung là cái hàng bé này thì bác nào mà mình thích cái hàng bé này thì mình nhìn qua là mình biết. Ở trong bộ này thì lẫn một con to này nhá các bác nhá. Con lẫn một con to này. Đấy còn lại mấy cây kia là mấy cây bé. Tiếp này. Đây. Tròn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy tròn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh. Tiếp nữa này. Các bác nhìn cái lũa này. Đấy hàng nhỏ thì nó cũng rất là ổn nhá các bác nhá. Mình chơi mình dùng thoải mái rồi những cái mã này. Tiếp còn con này nữa nha. Đấy đủ hàng rồi nhá các bác. Yên tâm này em đếm đủ hàng. Không lo đâu. Lên thêm mã nữa nào. Lên cái mã này hàng hàng thùng nha các bác ơi. Đây là hàng thùng hay cả một thùng như này luôn này. Lấy cả một thùng như này. 10 cân hơn một tí. Trên 10 cân đấy. Bởi vì em cũng không đếm mà em vơ vào thùng luôn này. Bộ này 11 cây nhá. 11 chiếc các bác nhá. Này hàng bé bé này. Để em quay cái cam sang bên này một chút. Các bác nhìn nó dễ hơn. Bên này nó đầy mất rồi. Hôm nay không có ai hộ hết. Thế nên là nó cũng hơi khốn khổ một tí. Đây, 11 cây nha nhà mình ơi. Các bác cùng em đếm nha. Một nha. Một này. Đây để em bỏ hết ra em xếp vào thùng cơ. Đấy, 2, 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. Em đặt, em chỉ nhặt ngẫu nhiên thôi. Đấy, em nhặt ngẫu nhiên hết. Bởi vì là cứ hàng bé là em cho thùng. Đây các bác nào có nhu cầu chơi hàng bé thì cứ chơi nhá. Đây. Đấy. Mã số 74. 360.000 cho 11 cây nha. Đây có cả lẫn những cây to này cơ mà. Nhưng mà cái gỗ nó nhẵn lắm các bác ạ. Cái gỗ, cái da gỗ nó nhẵn nhụi. Nói chung là rất là ổn, không đến nỗi nào đâu, không phải là cứ hàng bé là hàng rẻ hàng xấu đâu. Đấy, đây. Đếm thì đếm đủ cho nhà mình rồi nhá. Bây giờ quay qua gọi là soát lại cho các bác xem một lần thôi. Còn cái hàng bé này bác nào mà mua quen nó thì nó quen lắm. Từ ai gọi là cứ nhặt thôi.
các bác cứ gọi Zalo cho em để nhặt là xong. Đấy, bé bé xíu xíu bỏ vào chậu, hoặc là trang trí thêm ở các cái chậu lan ấy, những cái chậu trồng lan này, rồi là những cái em những cái tay cành mà mình còn thiếu đấy, kiểu đấy. Đấy, đủ hàng đấy, vẫn còn đây này các bác này, 11 cái tất cả nhá, đếm đủ các yên tâm đây này, những con này nó còn nhẵn như này cơ mà. Đấy, hàng này là cái lô này hôm qua em vừa mới rửa em lên, toàn bộ là lô mới, không có con nào cũ luôn. Hôm nay lên công một con nào cũ luôn nha. Cả một thùng này là mã số đấy 74, 306, 11 cái nhá, 11 cái đây các bác nhá. Tiếp nào, có cây này 71, mã số 71, cây này 350.000. Cây này thì các bác nhìn qua như này đi ạ, cái phần chân nó bò ra như này nhá, nhà mình có thể treo như này. Em đi xa một chút để các bác nhìn cái phần treo của nó này, nó dài nhá, cái tay nó treo như này nhá, nó tròn nhá, thì nhà mình có thể treo dáng chữ L được, hoặc là dựng làm trụ được, hoặc cắt ra. Ví dụ như các bác có thể cắt cái đầu này ra để mình chơi cái phần đầu trên này, còn ở dưới là cái dạng chữ L này nhà mình ghép dề cho em. Đấy, đấy, nhà mình ghép dề ở dưới đây cho em. Còn ở trên này nhà mình tận dụng, nhà mình cắt đi được hai cái đầu lũa rất là đẹp luôn. Nó cũng rẻ tiền, có 350 về nhà thôi. Đóng gói cẩn thận cho nhà mình. Lên tiếp còn bộ này nữa. Bộ này nữa, xong rồi sẽ chuyển cái hàng khác. À, đương nhiên là trong một video là em rất nhiều hàng, thế nên là các bác cứ lưu ý, các bác cứ để ý một chút, kéo dài cái video ra thì các bác có thể xem được rất nhiều hàng luôn. Em thì em cứ để xen kẽ, ngày nào cũng có hàng mới. Em lên con này 75, mã số 75, hai con, giá là 350.000, hai con này cực đẹp. Nếu như bác nào mình thích sử dụng hàng to nhá, và là treo thì con này là một trong những con lý tưởng vì nó rất là chắc tay, nặng và già gỗ nhá. Đấy. Một cái này. Tay treo dài, mình cứ nói luôn với nhau là tay treo dài đi, hoặc là trụ. Trụ dựng đứng lên. Đấy, cái chân nó bò ra trước như này. Nói thật với các bác là các bác ướm vào đây đặt là đã ghép được rồi. Hàng ra là đều và đẹp này. Con này em giao lưu với cả nhà mình giá 690. Hết giá cả nhà ơi, 690. 690 nhà mình nhìn giúp em đi ạ, 690 nha. Đó. Các bác để ý cái lũa giữa em một chút, cái lũa rất là đẹp, không bao giờ lo về lũa. Bạn này lên giá rồi nhỉ? Đúng không? Trong giá đúng không? Thì nó cứ ngáo ngáo đấy các bạn. Ê, tiếp đi. Một bạn này nữa có cái chất lượng gỗ rất là tốt và xoay xung quanh cho các bác xem này. Mã số 425. 425. Con này thì nó gần như là nó tròn đều xung quanh luôn này các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn nhá, để ý này, tròn đều xung quanh luôn ạ. Đấy, nó có các cái ngóc ngách lũa tròn đều xung quanh. Em xoay kỹ cho các bác nhìn, cái này hàng sụn nhá, hàng gỗ rất là cứng. Mã này em giao lưu